siêu phẩm màn hình cho TechBat 10e 3 inch này, cho VinFast Lux A 2.0 nhé. Đây anh em nhìn thấy chưa, cực kỳ to luôn. VinFast Lux A này, tất cả các chức năng là giữ gìn này. Đây, mình tăng âm lượng này, giảm này. Đấy, có thể ra lệnh giọng nói trên này luôn. Đấy, tất cả là đủ hết trên này, bằng giọng nói Kiki này. Đấy, và con này là tích hợp cả cam 360 này. Đấy, đủ hết. Đây bấm vào này. Đấy, cam 360 này, cam 360 TechBat là siêu nét luôn. Đấy, siêu nét luôn. Đấy, mình có thể chạm xem các góc này. Đây là hình 2D này. Đấy, anh em nhìn đây này, cam là cực kỳ nét này. Đấy, chạm tiếp này, chạm tiếp là về hình 2D 3D này, đủ hết này. Đấy, chạm bên này thế này. Đấy, bánh là cực kỳ nét. Rồi. Đấy, cam trước này. Rồi. Rất là nhiều hình nhá. Đấy, đằng sau này. Đây lùi này. Đấy. TechBat này. Đấy, thay đổi logo này. Đấy. Ok, chạm hai bên này. Xem bánh hai bên này. Đấy, hình 3D này. Đấy. Tất cả các chức năng là giữ gìn hết này. Đấy, hazard này vẫn đủ hết này. Đấy, đủ hết này. Khóa mở cửa này, hay là chỉnh gió này, trong này nó sẽ có là phần lắc AC này, sẽ đủ tất cả gọi là chỉnh gió trên này luôn. Đấy, chỉnh của anh em nhìn nhá. Đấy, cái này là chỉnh gió này. Đấy, cái này chỉnh gió bên này này. Đấy, anh em có thể tăng chỉnh nhiệt độ đây, cảm ứng luôn, cảm ứng trên màn này. Đấy, ok, tất cả là chỉnh hết thế này luôn. Ion này, các kiểu này, giữ gìn tính năng của xe. Đấy. Ok, ok luôn. Man thì có cả YouTube này. Đấy. Siêu phẩm luôn. Đấy, cực kỳ to luôn. Đấy. Siêu nét nha. Đấy. Ok, kỳ to luôn. Đây. Màn này anh em mình xem TV thì hết nước chấm luôn. Đây. Tăng giảm một lượng như zin này, đủ hết tất cả chức năng này. Bluetooth, một con màn 360 Bluetooth cao play không dây đủ hết. Anh em thích tải gì về CH Play nha. Đây, đây màn này. Đấy, phiên bản 2 mình sẽ làm cho nó bé hơn một chút nhá. Này. Ok. Phủ carbon luôn. Tất cả các nút này. Đấy, mình làm CNC 3D là cực kỳ đẹp luôn. Ok, viền của này. Con này màn TechBat gọi là RAM 6 luôn. 6 nhá. Cực kỳ xịn sò. Cực kỳ nét anh em ạ. Đấy, chia đôi màn hình này. Đấy. Anh em mình vừa dẫn đường vừa có thể chia đôi luôn. Rồi, mình sẽ bật một ứng dụng anh em Navitel này. Navitel là dẫn đường này. Đấy. Rồi. Đã có tín hiệu vệ tinh này. Tín hiệu vệ tinh. Đấy. Con này có cả Việt Map nhá. Đây mình chia đôi màn hình này. Này. Đây là vừa nghe nhạc vừa có thể gọi là dẫn đường cảnh báo tốc độ đây luôn. Đó. Cực kỳ nét anh em thấy chưa? Trời, mới khét anh em ạ. Quá ok luôn. Đấy, màn cực mượt luôn. Đấy, và các vị trí mắt cam bên này. Đây là con này, đây là cam bên đằng sau nhá. Đấy, bên này nó sẽ là, đây là cam của bên phải này. Đấy, lỗ zin là cực kỳ đẹp này. Đấy, đây là cam phía trước này. Đấy, đây là cam bên trái này. Đấy, một nhỏ gọn cực kỳ đẹp. Đây là bản flush anh em nhé. Đấy, siêu phẩm luôn. Mà TechBat
cực kỳ to cho anh em. Đấy, xin chào anh em cần liên hệ nha. Đấy, siêu phẩm 13 inch, tiền cam 360, VinFast Lạng A này.